Phố chợ đêm Thăng Long Night Market tọa lạc ngay lõi trung tâm tổ hợp tiện ích đắt giá của Thăng Long Central City, cùng trung tâm thương mại Thăng Long Central Mall, trung tâm thể thao đa năng Thăng Long Sports Center, công viên Thăng Long Garden, hệ thống trường học, bệnh viện. Thăng Long Night Market có quy mô hơn 3.100 m², quy tụ hơn 50 gian hàng với đầy đủ loại hình kinh doanh, đa dạng mặt hàng, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí, khu trò chơi dân gian. Khách đến đây không chỉ mua sắm tận hưởng thiên đường ẩm thực mà còn được hòa mình vào âm nhạc ngoài trời. Đây là dự án khu đô thị thương mại dịch vụ sở hữu phố chợ đêm theo phong cách Thái Lan đầu tiên ở phía Bắc Bình Dương, với nhiều hoạt động náo nhiệt. Điểm nổi bật có tính khác biệt của phố chợ đêm này là chủ đầu tư áp dụng lối thiết kế giao hòa nét đẹp văn hóa Việt và tinh hoa kiến trúc hiện đại của thế giới. Cổng chợ được thiết kế hình mái vòm với hàng ngàn chiếc nón lá thể hiện cho sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Thăng Long Night Market đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của cộng đồng dân cư sống tại dự án Thăng Long Central City và vùng lân cận hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.